và Đình Toàn xin được chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2017. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với Z Studio phối hợp thực hiện. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang ở vào những thời khắc quan trọng của một năm mới, thời khắc giao thừa của xuân mới, xuân Đinh Dậu năm 2017. Và bài hát Mùa Xuân Ơi sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện như lời kêu gọi không khí xuân đang tràn về khắp muôn nơi với tất cả mọi người và mọi nhà. Đúng ra thì ngay giờ phút này, Đình Tàng sẽ phải gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân. Nhưng Đình Tàng muốn đặc biệt mời đến đây bốn chàng trai rất cao ráo và đẹp trai nữa, đó chính là Công Anh, Công Dũng, Võ Ngọc Tiến và Võ Ngọc Tân. Tại sao chúng tôi mời các anh ấy đến? Bởi vì điều thứ nhất, họ là hai cặp anh em sinh đôi. Điều thứ hai, đều là những chàng trai tuổi con gà. Và điều thứ ba nữa, giống như ông bà mình nói là đầu năm ra ngõ gặp trai chắc chắn sẽ được may mắn. Nên thôi bây giờ nè, xin nhường sự may mắn đó cho các bạn. Thôi bây giờ từng cặp các bạn gửi lời chúc Tết cho quý vị khán giả cho anh Toàn được không? Ai trước? Công Anh, Công Dũng đi. Năm mới Tết đến, Công Anh, Công Dũng xin kính chúc quý vị khán giả dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn Công Anh, Công Dũng. Thế còn Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến? Chúc trước mà chúc gì mà vội vàng quá à. Dần dần làm đây dung dung luôn á. Vậy bây giờ làm sao? Đầu năm mừng tuổi, chúc khắp muôn nơi một năm tươi vui, hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe là trước, mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.